miền xa tận xa có ai còn yêu linh như những khi yêu người tình. Ngờ rằng em nhớ anh tròn kiếm xuân xanh để dành riêng cho linh với tất cả hồn chinh. Tôi nơi biên chân xa xa kín khuê phòng tôi và em đêm từng đêm dặn lòng xin chớ quên hai đứa ở hai miền. Ôi lính chặn bưng biển nguyện đêm bình chia 4 cực kỳ đẹp. À, dòng này thì nó thiết kế như thế này cho nên là anh em nào mà kê treo lên thì để ý giúp em nhé. Ví dụ như cái không gian treo giá của em như thế này thì các bác nhìn là ở bên này thì là rộng nhé, còn bên này thì nó phía hợp là phía tường rồi, cách tường có một chút thôi. Thì các bác nếu các bác treo mà cái không gian của bác như này thì các bác treo kiểu như này nhé, kiểu treo như này thì nó sẽ hợp lý hơn. Đấy. Còn nếu mà các bác để ngược lại, để cái chiếc này sang bên này ấy, thì tức là chiếc này này nó sẽ treo ở kia kìa. Thì cái chung này bản thân nó đã check 45 độ rồi, nó sẽ úp hết vào tường, đánh nó sẽ không được hay. Đấy. Cho nên là các bác phải để chiếc này bên này. Đấy. Thì cái test này nó đã check mặt này, cái check này 45 độ này. Đây 45 độ này. Đấy. Còn nếu mà không gian bên này mà các bác cũng rộng như bên kia ấy, thì các bác để kiểu gì cũng được. Còn nếu mà trường hợp mà bị một bên hẹp như này thì các bác không để chung nó quay vào kia thì nó sẽ bị tối mất cái chung đi nhá. Đấy. Cặp này rất là đẹp các bác nhá. Em quay chi tiết cho các bác xem cả loa bát nó rất là đẹp. Đây. Trong các dòng 301 thì cái dòng C4 là em thấy nó chịu đòn rất là tốt. Ngày xưa chưa có điều kiện còn mang cặp này ra ghép với cả âm ly đàn ông, âm ly số đàn ông nghe nhạc mà vẫn còn thấy hay. Còn bây giờ thì anh em có điều kiện hơn thì có rất là nhiều âm ly để ghép dùng để nghe nhạc hoặc dùng để hát. Dòng này thì nghe nhạc hát karaoke thì là chuyên hơn. Các bác có thể kết hợp với những cái dòng âm ly hát hoặc là âm ly hoặc là đẩy để các bác vét ép vang mà các bác hát được. Cặp loa còn rất là luột. Và cặp này sẽ dành cho anh em nào mà rất là kỹ tính, bởi vì cái độ đẹp của nó thì có thừa. Độ đẹp, độ zin thì có thừa luôn. Và lại còn trùng series. Đấy. 301 C4 Mexico 90041. Ôi, tuột dây rồi. 90041 đấy. Mexico
Ngoài cái tem này thì trên này nó cũng có một cái dập chìm này nha các bác nhé. Đây này. Đó, cái chữ chìm này. Lép này. Rồi này. Đã trùng series này thì đúng số series này thì chỉ có một cặp nhé, không thể có cặp thứ hai đâu các bác nhé. Đúng số series này thì vì mỗi series số nó chỉ có một đôi như này thôi, chứ không thể nào mà trùng series mà lại một cặp giống như này cũng số series đấy, không có đâu. Cái này là cái bụi bẩn đấy, rất là đẹp nha các bác nhé. Đây là tép trùng nó bên hông này này, trùng nó thì nó lớn hơn, nó đánh ra đây lỗ thở luôn này. Đấy. Nếu mà anh em chơi mà công suất là lần lớn, anh em nhìn vào trong này nó sẽ hơi sáng sáng lên, thì tức là nó có cái bóng, nó xả bớt công suất đi. Đó, để xả bớt tải cho cái loa để cho nó gọi là đỡ bị cháy đấy. Cái bóng đấy là nhiệm vụ này. Xả công suất đi, xả bớt công suất đi. Loa rất là đẹp, màng rất là đẹp, rốn đẹp. Cái này thì là cái gân đấy các bác nhá. Cái này là cái gân và cái gân là phải thay rồi. Còn cái màng này là zin này, rốn nhất là zin. Còn gân là thay. Những dòng bao bô gân thì 100% là phải thay hết. Đấy. 100% luôn. Loa thì rất là đẹp, thơm phức. Anh em là có nhu cầu sở hữu cặp và trùng series này thì alo sở cho em nhá.